Anh Hoàng Anh ơi, bây giờ em đang có khoảng độ 13 tỷ. 13 tỷ? Vâng, thì theo anh nên đầu tư, nên lựa chọn cái dòng sản phẩm nào ở Vin 2 và Vin 3 cái thời điểm tháng 8 năm 2024 này? Em hỏi cho em đúng không? Vâng. Anh không tin à? Tại vì anh phải đính chính lại vì sao? Vì nhiều khi là quỹ căn VIP là không nên tiết lộ. Không, là em anh nhá. Ok, thế vâng. Anh làm thế nào thì làm. Ok, thế ngay bây giờ anh sẽ đưa em đến 3 căn đầu tư ngon nhất với mức tài chính khoảng 13 đến 15 tỷ mà sau này bán được giá nhiều nhất. Chắc nhá. Ok, xin mời. Và cái phương án đầu tiên anh muốn giới thiệu cho Ngọc, đó là một căn shop house hai mặt tiền tại phố Biển 2, Vinhomes Bắc Ba, ở đằng sau đây. Vâng. Căn này thì có diện tích đất là 100m², mặt tiền là rộng 5m, sâu 20m. Mặt trước đường nhà là 20m, mặt sau là đường nhà 13m. Vâng. Em thấy đúng là lựa chọn của anh để căn này đầu tiên chắc là cũng phải có lý do đấy. Chắc chắn rồi. Bởi vì nhá, như em quan sát thì ở Vin 2, không, ở cả Vin 3 này gần như là chỉ có mỗi trục này với lại một trục phố Biển nữa và một trục của đại lộ 4 mùa là có hai mặt tiền thôi. Tức là trên tổng số căn là hơn 8.000 căn ở Vin 3 thì đây là một cái trục mà gần như là rất hiếm ở đây rồi. Tức là nó không có nhiều. Và Ngọc nhá, tức là cái thiết kế shop house hai mặt tiền kinh doanh này là lần đầu tiên có mặt tại các dự án thấp tầng của Vinhomes tại đây. Lần đầu tiên đấy hả anh? Đúng rồi, chưa có một dự án nào ngoài Vin 2 bà có thiết kế như này đâu. Ồ, thế ạ. Đó, tức là nó rất là tối ưu về công năng, về sau. Vâng. Theo anh thì anh đánh giá về cái vị trí căn này có gì đặc biệt? Căn này thì không phải ngẫu nhiên mà anh đưa lên vị trí đầu tiên đâu. Dạ. Vì sao? Vì trong vòng 2 tháng qua thì cái dãy phố Biển 2 này giao dịch rất là nhiều. Em thấy không? Thực tế là hiện nay có rất nhiều căn đã quay để thi công rồi. Vâng. Và có rất nhiều căn đã nhận nhà rồi. Tức là số lượng căn còn lại của phố Biển 2 này nó không có nhiều nữa. Đâu đó chỉ còn vài căn thôi. Vài đánh giá căn đằng sau này rất là tốt. Mặt trước Tây Nam, mặt sau Đông Bắc. Và phía đằng sau đường 13m đó, đối diện với 43 tòa nhà xã hội trong tương lai. Em thử hình dung sau này khi mà nhà xã hội của Vinhomes Bắc Ba, Vinhomes khởi công, thi công, thì cư dân của nhà xã hội ra đây sử dụng dịch vụ ăn uống, mua sắm, thì tiềm năng khai thác của những cái này nó tốt như thế nào? Đúng rồi, chưa kể là ngay đằng trước mặt mình là Mega Grand World Hà Nội nữa. Cái khu vực mà thường xuyên bắn pháo hoa vào mỗi tuần. Cũng như là ở đằng sau này thì em thấy là nó còn đang hoàn thiện một cái trục là trục Hừng Đông đúng không anh? Đúng rồi. Thông ra cái khu đóng duy nhất của Vinhomes Ocean Park 3. Đúng rồi. Vâng. Anh đánh giá với giữa phố Biển 2 dãy này với khu San Hô 4 ở bên Vin 2 thì anh đánh giá thế nào? Thực ra thì nghĩ là mỗi khu nó sẽ có ưu điểm riêng. Và San Hô 4 thì là một trong những dãy mà giá cũng rất là cao. Tuy nhiên thì cái đơn giá của hai khu nó khác hoàn toàn. Thế ạ. Chút nữa em sẽ biết cái mức giá đấy nó hấp dẫn như thế nào. Không, em bắt đầu nhận ra là tại sao anh lại dẫn em đến căn này đầu tiên rồi nha. Có phải anh muốn em thành hàng xóm của anh đúng không? Cái này tự nhiên em lại nhận ra nha. Vì em thấy hình như anh đang hoàn thiện một căn treo biển Mr Anh bất động sản ở cũng là dãy phố Biển 2 nhưng mà ở đầu bên trên đúng không? Từ từ, anh chưa muốn tiết lộ mà em đã tiết lộ cho anh chị rồi. Anh muốn lúc nào mà khai trương này mới tiết lộ. Cũng có thể đấy một lý do. Vâng, khả năng cao là anh Hoàng Anh này đang muốn rủ người quen về làm hàng xóm mọi người ạ. Căn này anh sẽ tiết lộ với mức giá bán ngay bây giờ. Anh nghĩ là em nên cân đối cái này đầu tiên. Thế ạ? Vì sao? Căn này được quỹ căn ký mới chủ từ Vinhomes. Em sẽ được hỗ trợ vay không lãi 3 năm. Tức là chỉ cần chuẩn bị 3% đâu đó chỉ khoảng chưa đến 5 tỷ là đã có thể nhận nhà hoàn thiện để kinh doanh, để khai thác rồi. Còn nếu như em thanh toán luôn thì đâu đó nó chỉ còn lại 13 tỷ 9 thôi. 13 tỷ 9 đấy ạ? Cho một căn shop house như này, chia ra đơn giá chỉ 139 triệu mỗi mét vuông, shop house sổ lâu dài, hai mặt tiền, đối diện 43 tòa cao tầng như này. Em thấy vậy thì quá là hợp lý ấy. Bởi vì bây giờ nếu mà cầm cái số tiền khoảng độ 13-14 tỷ thì thật ra nhá, mình cũng chỉ lấy được một cái dòng xẻ khe mặt đường to ở bên Vin 2 thôi. Chứ nó không phải là dòng hai mặt tiền và đối diện chung cư như thế này đâu mọi người ạ. Tức là những cái vị trí đối diện chung cư này thì bạn ấy nghĩ phải có một cái lộ trình lâu dài một chút thì nó mới có cơ hội trong tương lai. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra là vâng, thực sự là em bắt đầu hiểu lý do tại sao anh lại dẫn em đến căn này đầu tiên rồi đấy. Có vẻ là không biết là anh Hoàng Anh có phải tư vấn cho người quen là tận tâm hơn là cho khách hàng không anh? Anh thì với ai cũng tận tâm hết. Vâng. Và tiếp tục chúng ta hãy khám phá hai lựa chọn tiếp theo ngay bây giờ. Dạ. Và đây chính là cái phương án thứ hai em muốn giới thiệu đến Ngọc, đối diện với căn thứ nhất. Ngay đây luôn hả? Đúng rồi. Vâng. Căn này về vị trí thì cũng tương đồng. Đúng rồi. Vâng. À nhưng mà ở đằng sau của dãy này thì sẽ là chung cư này. Đúng rồi. Đằng sau của dãy này sao hả anh? Dãy này thì là đối diện với dãy vừa rồi. Vâng. Và về thiết kế thì nó vẫn là diện tích đất là 100m. Dạ. Vẫn là 5 x 20, với hướng cửa chính rộng 2m này là hướng đông bắc và mặt sau là tây nam 13m. Vâng. Tuy nhiên thì nó khác biệt là cái căn đầu tiên ấy thì đối diện với nó là đằng mặt sau ấy thì là 43 tòa chung cư. Dạ. Còn đây chỉ là mặt sau là đường nội khu thôi. À, em thích phương án nào hơn? Hai phương án này về kiến trúc, về thông số thì như nhau. Kiến trúc thông số thì như nhau. Đúng rồi. Vâng, thật ra là nói để nói là đẹp thì chắc chắn là anh em mình đều nhìn nhận ra là dãy này sẽ đẹp hơn tại vì nó sẽ được đối diện 43 tòa chung cư. Anh nhưng đã mà... hỏi em thích căn nào? Em phải xem về giá đã. À, em khá là an toàn nhỉ. Vâng, đúng rồi. Thực ra anh nghĩ thế này, tức là căn đầu tiên đẹp thì không cần nói nhiều nữa. Dạ. Vì sao? Thì đơn giản nó đối diện với 43 tòa chung cư. Đúng rồi. Tuy nhiên thì có một cái điểm anh thấy là gì? Khi mà 43 tòa cao tầng này về ở ấy, thì khi mà xuống đây bên trái này, ok, đối diện nó nhận diện cao hơn. Dạ. Thì cho thuê được 60 triệu một tháng thôi, ví dụ thế. Wow. Thì anh đối diện đây, anh cũng sẽ cho thuê được 55 triệu, 56 triệu. Anh khẳng định luôn. Vì nó không khác biệt, ngay ở đây, bước qua một con đường vẫn diện tích thông số như thế. Vâng. Và khi mà nó tăng giá thì sẽ tăng giá theo dãy phố đúng không anh? Đúng rồi, nó tăng thì nó vẫn tăng đều. Vâng. Chắc là em cũng nóng lòng muốn biết mức giá rồi không? Em hiểu. Căn vừa nãy anh báo em là 13 tỷ 9 nhỉ? Đúng rồi. Thế thì căn này là 13 tỷ mấy hả anh? Căn này thì có mức giá tốt hơn một chút. Căn này thì nếu như thanh toán sớm chỉ có 13 tỷ 6 thôi. Ừ, tức là chênh nhau 300 triệu. 300 triệu. Chênh nhau 300 triệu. Thế chắc là em cũng có phương án trong đầu rồi. Không, vậy nếu là em thì em sẽ mua với giá là 13 tỷ 9 để lấy được dãy này đấy. Ok, nhưng mà bình tĩnh, anh cũng chưa nhận cọc của em đâu. Chúng ta hãy tiếp tục với lựa chọn thứ ba. Biết đâu lại thích. Dạ vâng, anh em mình đi. Và cuối cùng đó là lựa chọn thứ ba anh dành cho Ngọc ở bên trái đây. Đây là một căn shop house của dãy Kinh Đô 8, phân khu Kinh Đô Ánh Sáng. Diện tích đất là 84m². Hướng cửa chính này là hướng đông bắc. Và mặt tiền nó rất rộng nhé, rộng đến 7m, 7 x 12. Và ngay ở phía trước đây, chỉ cách vài bước chân thôi là Vincom Mega Mall. Đúng rồi, em cũng có nhìn thấy rồi. Có một điều đặc biệt ở dãy này, anh dẫn em đến em thấy khá nhiều homestay ở đây. Chính xác. Với lại ở đầu dãy thì mọi người cũng kinh doanh hàng quán rất là nhiều rồi. Đặc biệt hơn nữa, cũng giống phố Biển 2, em cũng nhìn thấy một căn của anh Mr Anh bất động sản ở đây mọi người ạ. À. Anh cũng định rủ em về làm hàng xóm của anh ở đây à? Nếu như em nói như thế thì chắc căn nào ở đây cũng có hàng xóm mất. Vâng. Thực ra thì anh thấy là ở Kinh Đô Ánh Sáng này ấy, thì hiện nay ấy, ngay đằng sau đây em thấy những cái biển màu đỏ này. Dạ. Đó là thương hiệu Stay and Fun của Vinhomes phát triển. Dạ vâng. Và rất nhiều, nếu đến Kinh Đô Ánh Sáng là sẽ thấy cái biển nó rất là nhiều. Thì anh nghĩ là phân khu Kinh Đô Ánh Sáng này nó sẽ phù hợp với mình kinh doanh homestay này. Dạ. Mình có thể làm văn phòng này, có thể làm spa thẩm mỹ, dạ. Có thể để ở rất là tiện. Vì sao? Vâng. Vì Kinh Đô Ánh Sáng nó là trung tâm. Vâng. Em thấy thế nào? Em thì em không thích căn này lắm. À, không thích à? Bởi vì nhìn nó hơi bị bí ấy. Với lại mặt tiền của nó là 7m thì cái phần chiều sâu của nó hơi bị nông. Nó có 12m thôi. Đúng rồi, có 12m thôi. Nông hơn hẳn so với các căn khác. Thế thôi, không cần giới thiệu nhá. Từ từ. Nhưng mà theo anh thì căn này có những ưu và nhược điểm gì? Tại vì em nghĩ là anh dẫn em đến đây là cũng phải có mục đích. Thực ra ấy, thì căn này có vị trí nó là đẹp nhất. Trung tâm của trung tâm. Vâng. Tức là từ Kinh Đô Ánh Sáng đối diện sát Vincom. Sau đây là phố đi bộ. Sau nữa là quảng trường. Vâng. Bên trái này là công viên trung tâm, bên phải là Hồ Tọa Sóng. Dạ. Tức là không phải ngẫu nhiên mà Kinh Đô Ánh Sáng nó được định vị là khu hoa hậu ở đây. Dạ vâng. Đó. Thì nếu như mình mua cái này để ở hoặc là để kinh doanh thì nó thuận tiện, đặc biệt là để ở. Vâng. Và hiện nay anh thấy là cái thiết kế đấy, mặc dù là em nói là không thích cái chiều nồng, nó chỉ có nó quá đông đúng không? Vâng. 12 mét. Tuy nhiên ấy, cái này nó là gì, mặt tiền rộng như này, việc đỗ xe rất là thoải mái. Và khi mà mình vừa ở với kinh doanh ấy, thì mình sẽ làm được là cái lối đi lên này độc lập với ở dưới. Tức là mình cho thuê ở tầng 1 không liên quan đến tầng 2, tầng 3, 4. Đấy, tức là mỗi sản phẩm nó sẽ có nhu cầu khác nhau. Và anh nghĩ là mức giá bây giờ anh sẽ tiết lộ ngay. Vì em không thích, anh cũng không quan tâm. Anh sẽ giới thiệu cho anh chị xem video này. Cái này đang có mức giá chuyển nhượng sổ đỏ lâu dài với mức giá là 13 tỷ bao toàn bộ thuế phí sang tên anh chị nhé. 13 tỷ tròn này. Đúng rồi. Với tài chính 13 tỷ 3 căn mà anh Hoàng Anh vừa giới thiệu thì theo anh chị đâu là lựa chọn tốt nhất? Hãy cùng em để lại bình luận ở bên dưới để giúp em lựa chọn nhé. Và nếu như anh chị cũng có muốn tham khảo các sản phẩm ở clip này thì liên hệ trực tiếp với anh Hoàng Anh để được hỗ trợ tư vấn nhé. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Đừng quên dành tặng cho Hoàng Anh và Hồng Ngọc một nút like, một nút kênh. Một nút like, một nút like và một nút đăng ký kênh anh chị nhé. Và bây giờ thì xin chào.